Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau. Cà Mau, vùng đất địa đầu cực nam của Tổ quốc. Cà Mau, nơi đất biết nở, rừng biết đi và biển biết sinh sôi. Như tính cách của con người Cà Mau, đậm đà nghĩa tình, hào sảng và hiếu khách. Chúng tôi về thăm đất mũi trong một buổi trưa tháng năm. Nắng rải lên vạt rừng đước, lên bãi biển cái màu vàng ươm như mật ong, chìm đắm trong ngút ngàn màu xanh. Rồi đất mũi cũng hiện ra, đầy kiêu hãnh của rừng, của biển và hình hài đất nước. Dường như tình yêu dành cho rừng, tình yêu dành cho biển đã được ươm mầm trong tâm trí của người dân Cà Mau qua bao thế hệ. Cứ thế, theo thời gian lập ấp mở cõi, cây mắm, cây đước trở thành biểu tượng của đất mũi Cà Mau, là nguồn cảm hứng cho những lời ca tiếng hát ân tình. Đây là toàn bộ diện tích của xã đất mũi. Cảm hứng của cố nhà thơ Xuân Diệu đã nói thay chúng tôi. Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau. Từ vị trí này, chúng tôi có thể vừa quan sát ngắm mặt trời mọc ở hướng đông và lúc mặt trời lặn ở hướng tây. Có thể nói, tạo hóa đã hào phóng ban cho Cà Mau dải đất mũi này, vùng đất tận cùng của Tổ quốc, một điều kỳ diệu và độc đáo không nơi nào có được. Khu này là khu bãi bồi của vườn quốc gia mũi Cà Mau. Khu này hiện tại bây giờ mình đang đứng chỗ cái dự án trồng gừng của vườn quốc gia trồng gừng lấn biển nè. Cái này như anh chị thấy, cái này là cái bờ kè để chắn sóng. Ở trong này người ta trồng gừng đây, người ta chắn sóng lại đừng cho cái sóng nó làm cho cái cây con nó dễ bị chết. Thật thú vị khi được len lỏi theo những con rạch nhỏ ngoằn ngoèo. Dường như đây cũng là một đặc thù của rừng đước Cà Mau. Theo các anh trong ban quản lý khu du lịch, từ năm 2010, mũi Cà Mau được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển có diện tích hơn 370.000 hecta, với rừng lõi chủ yếu là rừng ngập mặn. Vườn quốc gia mũi Cà Mau được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển và là khu Ramsar của thế giới. Rừng ngập mặn mũi Cà Mau tập trung chủ yếu ở huyện Ngọc Hiển, kéo dài xuống mũi Cà Mau. Từ bãi bồi, chúng tôi tận mắt nhìn ngắm một vùng đất ven biển ngàn năm cần mẫn dung bồi cho đất mẹ, rộng dài thêm cái nẻo đất chót cùng của đất nước. Bao bọc quanh dải đất mũi là vùng biển cạn. Mỗi năm, đất mũi lấn ra biển cả trăm thước. Vì vậy mà người dân Cà Mau ví von rằng đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi. Trên hành trình lấn biển từ thời cha ông đi khẩn quan đất phương Nam để lại, mắm đi trước, đước theo sau, xa xa hàng dừa nước thấp thoáng bóng nhà ai. Do cái đặc tính sinh học, cái mắm là có rễ phổi, thì khi mà cái trái ở trên cây là nó đã nảy mầm rồi, cho nên là khi mà nó rơi xuống nước là có thể trôi đi xa, có thể bám trên đất phù sa, thì cái cây mắm là cái cây tiên phong để giữ cái phù sa ngay cái điểm mà cây mắm phát triển. Sau đó khi có ổn định đất rồi thì tới cây đước phát triển theo sau. Thì khi cây đước, cây mắm cùng nhau phát triển thành rừng thì nó giữ cái chất đất, làm như là nó phát triển cái chất đất chặt càng ngày càng chặt chẽ hơn. Rồi nó quá trình mà mưa tự nhiên, các dòng chảy tự nhiên nó sẽ tạo ra cái môi trường đất thuận lợi hơn cho cây tràm phát triển. Thật vậy, đước và mắm là hai loại cây lạ lùng, đầy cá tính như những người con đất mũi hiền hòa, chân chất, nhưng kiên cường gai góc để bám trụ giữa sóng gió biển khơi, ngày đêm canh giữ từng mảnh đất của Tổ quốc thân yêu. Cái chủ trương về vấn đề rừng thì mình nói lên ý nghĩa yêu cầu rừng bị mất rồi, tới đây lũ lụt rồi, kể cả nước biển dâng rồi, kể cả một số vấn đề đó, chàng không có cây rừng nó làm cái che chở đó,
cho cô bác thì rừng rồi nước nó dâng lên cô bác rồi để bị thiệt hại. Do đó mà mình cũng tuyên truyền vận động nhiều thì kể cả là người dân chấp hành từ năm 2017 đổ đến đây thì lò tha con gì là không còn nữa. Rừng thì kể như là chúng tôi là đi thường xuyên giữa cái tổ quản lý rừng của ấp rồi kể cả là nhân dân cũng ủng hộ chúng ta luôn. Theo các anh trong ban quản lý khu du lịch, mỗi năm phù sa đã giúp bồi đắp lấn biển thêm từ 50 đến 80 mét. Cây đước là loại cây thích hợp nhất trên đất bùn mịn, dùng nước mặn, nước lợ gần các cửa sông, cửa biển, nơi có thủy triều lên xuống đều đặn. Đước ưa khí hậu nóng ẩm nên rất phù hợp với thời tiết của nước ta, phân bổ dọc từ miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt nhiều ở đất mũi Cà Mau. Sống trên bùn phèn ngập mặn nên bộ rễ của cây đước cũng rất đặc biệt để thích nghi với hoàn cảnh. Bộ rễ nhìn bề ngoài khá khổng lồ so với thân, chia làm hai phần là rễ cọc và rễ phụ. Rễ cọc chỉ có một, khá nhỏ, cắm thẳng xuống bùn. Ngược lại, rễ phụ lại phát triển thành chùm, mọc từ phần thân gần gốc và bám chặt xuống chung quanh, giữ cây vững chắc. Ngoài chức năng chống đỡ, rễ phụ còn có nhiệm vụ hút nước và chất dinh dưỡng trong đất. Đước một khi đã mọc thành rừng thì không có một loại cây nào có thể trồng xen kẽ vào được. Được ví như vệ sĩ bảo vệ bờ biển, cây đước là loài thực vật quan trọng trong việc phòng hộ, phục hồi các rừng ven biển ở Cà Mau, bảo vệ vùng bờ biển khỏi tình trạng xâm thực mặn, đồng thời chắn gió bão. Nhiều năm qua, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, sóng biển đánh vào bờ, làm cho bờ phía đông và phía tây mũi Cà Mau sạt lở sâu vào đất liền. Bình quân mỗi năm, rừng và đất ven bờ mũi Cà Mau mất do lở từ 40 đến 50 mét. Theo thống kê từ năm 2007 đến nay, bình quân diện tích rừng phòng hộ, đất bãi bồi bị sóng biển đánh trôi mất gần 300 hectare. Để khắc phục nguy cơ sạt lở mũi Cà Mau ngày càng trầm trọng, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã huy động các nguồn lực của mình, chủ yếu là ngân sách địa phương và cùng với các bộ ngành liên quan triển khai xây dựng hệ thống đê kè chắn sóng biển. Từ năm 2010 đến 2020 đã tạo bãi tái sinh và trồng dặm mới gần 1.500 hectare rừng phòng hộ. Các công trình phục vụ du lịch này đã được bảo vệ an toàn từ tuyến đê kiên cố này. Tuyến đê kè chắn sóng cũng trở thành tuyến đường đẹp để phục vụ khách du lịch đi bộ tham quan mũi Cà Mau. Chúng tôi được gặp vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Là từ ngoài Bắc vô đây lập nghiệp đã được gần 20 năm. Bà kể về kỷ niệm ngày đầu đến nơi đây. Trên là trời, dưới là nước và bụi rậm. Quạnh hiu chẳng có lấy một bóng người. Nhưng ông bà vẫn nhất định ở lại mảnh đất này. Theo chủ trương của địa phương, hơn 10 năm trước, ông bà tiến hành phát dọn cây tạp trên phần đất của mình để trồng đước, xây dựng mô hình con tôm, con cua ôm gốc đước. Mỗi năm, gia đình ông bà thu nhập từ 500 đến 600 triệu đồng. Ở vùng đất phèn mặn chuyên tôm, diện tích bờ thửa bỏ hoang nhiều, ông bà đã biến điều tưởng như không thể thành có thể. Nhìn tấm gương làm giàu của ông bà Là, bà con quanh vùng tìm đến tận nơi học hỏi cách sản xuất, nuôi trồng, cách cải tạo nước phèn thành nước ngọt, nuôi cá tăng thu nhập. Tôi vô từ Nam Định vô đây, thì tôi vào đây từ năm 2000, nhưng mà nhận cái ruộng này là 4 hectare. Thì làm thì thấy nó cũng được, để nuôi con nuôi cái thấy nó cũng làm được cho nên ở tới bây giờ luôn. Cũng như gia đình ông bà Nguyễn Thị Là, gia đình ông Nguyễn Minh Hải cũng là hộ gia đình được giao khoán đất rừng đã hơn 40 năm. Ngoài thu nhập từ việc nuôi các loài thủy sản dưới tán rừng, vừa qua, gia đình anh còn có thêm nguồn thu nhập từ việc khai thác cây đước. Đến nay, anh đã trồng lại lứa cây đước mới vừa tròn 2 năm tuổi. Mình khai thác là được 4 công. 4 công rừng đó là hồi đó là mình bán được 110 triệu. Ta chỉ khai thác là người ta lấy cây không à. Còn cái phần rễ, phần nhánh rồi mình mướn càng cuốc mình gom lại mình tạo cho cái mặt bằng nó gì đó. Mặt bằng nó trống đó. Rồi mình mới là mà lượm trái về mình trồng lại. Hiện nay, đường về đất mũi, cả đường thủy và đường bộ đều thuận tiện. Nơi đây đang trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái,
trải nghiệm rừng ngập mặn đặc sắc, điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan vùng đất phương Nam. Phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch Mũi Cà Mau đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đến đây, du khách có thể quan sát các loài sinh vật biển sinh sống trong điều kiện hết sức tự nhiên và thân thiện với môi trường. Du khách có thể trải nghiệm cách làm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng xung quanh đất mũi của cư dân nơi đây. Những cái tên như Năm Hướng, Tư Nhuần giờ đây đã được nhiều người biết đến. Từ lợi thế thiên nhiên và sự mày mò vừa khó đã giúp cho những người nông dân thứ thiệt nơi này có thêm một nghề mới. Cái nghề mà trước giờ có mơ cũng không thể nghĩ bản thân và gia đình mình có cơ hội làm, đó là làm du lịch. Mô hình làm du lịch ở đây có nét rất riêng. Du khách sẽ được hòa vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đất mũi như sổ vuông, bắt cua biển, ba khía, cá thòi lòi. Năm 2015, Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể cua Năm Căn. Đây là một trong những đặc sản nổi tiếng có xuất xứ từ dải đất cực Nam của đồng đất phương Nam. Chính vì vậy, một phần không thể thú vị hơn khi đến đất mũi là du khách được dịp thưởng thức những bữa ăn không cầu kỳ, đậm chất Nam Bộ trong rừng ngập mặn. Người dân đất mũi cho biết thêm, từ khi tuyến đường Hồ Chí Minh hoàn thành, đất mũi không còn bị cách trở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về đây đầu tư ngày một nhiều hơn. Đây chính là bước ngoặt giúp cho du lịch ở mũi Cà Mau nói riêng và Cà Mau nói chung thực sự khoác lên mình chiếc áo mới, khang trang, hiện đại hơn. Khi có con đường thì lượng khách du lịch đến hàng năm đến địa phương năm sau là cao hơn năm trước là hơn 100%. Ngoài cái việc mà lượng khách đến đông gì thì địa phương cũng vận động người dân là xây dựng cái du lịch cộng đồng. Hiện nay tại địa phương đã có 7 cái điểm du lịch cộng đồng để phục vụ cho khách du lịch đến tham quan rồi cũng như là nghỉ lại. Ngoài ra thì Ủy ban tỉnh cũng mở ra được 5 cái tuyến xuyên rừng để cho bà con có nhu cầu tham quan cái cảnh rừng đước cũng như là cái bãi bồi. Mình tự hào là về cái nơi cuối cùng của đất nước mà hôm nay là được phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân được phát triển như thế này thì mình cũng rất là tự hào, mình hãnh diện là mình là người con của đất mũi. Mảnh đất mang tên người anh hùng Phan Ngọc Hiển chỉ cách đây vài năm thôi, khi nói về mũi Cà Mau, mọi người nghĩ đó là vùng cực Nam rất xa xôi cách trở giữa bạt ngàn rừng nước. Nhưng nay, mũi Cà Mau không còn thăm thẳm xa xôi như trước nữa. Đến với vùng đất mũi hôm nay không còn là những chuyến đi với câu hỏi ở đâu, làm gì, ăn gì, chơi gì, mà thay vào đó là mỗi lần đến là thêm một kỷ niệm khó quên với vùng đất và con người nơi đây.